ra cái khoảng thời gian vừa rồi em không quen bạn gái không phải là em không gặp những cô gái đẹp, mà bởi vì có hai cái lý do chính. Thứ nhất á, khi mà em còn trẻ thì em đặt ra cái khoảng thời gian mốc 5 năm của em là từ năm 20 cho tới năm 25 tuổi. Thì đó là cái khoảng thời gian em sẽ trải nghiệm cuộc sống, em phải làm việc và chọn ra được một cái lĩnh vực ngành nghề mà mình thích. Đây cũng là khoảng thời gian em cho phép bản thân mình được thất bại. Thế nên là cái nguồn thu nhập của em sẽ không có ổn định và em không muốn quen bạn gái trong khoảng thời gian này. Rồi bây giờ nguồn thu nhập ổn định chưa, nói cho bà mối biết Dạ, em. hiện tại thì công việc của em cũng đã ổn định rồi và em nghĩ là mình đã đủ chín chắn để mình có thể lo cho cái gia đình nhỏ của mình sau này. Hiện nay em đang làm thuê hay là làm chủ? Công ty này thì đó là do em và một số anh em lập ra. Tức là Tức là công em làm ty chủ em đúng làm không? chủ đúng không? Dạ, có thể nói như vậy ạ. Đàn trai chủ một công ty. Thấy chưa? Bây giờ tôi... Ủa ông làm gì ông mới sừng sổ. Em ơi, bây giờ nói tóm lại là bên nhà gái mình á, em nói về quan điểm của em đi. Dạ thì hiện tại á, công việc của em nghĩ là khá ổn định. Mà em, quan điểm của em á, là con gái thì phải độc lập, không thể nào mà dựa dẫm vô một người. Ví dụ như là mình sẽ có một người kế bên mình để chia sẻ, nhưng không phải là người để mình dựa dẫm. Sao? Nói chung là hai bên là cũng một chín một mười. Em mong muốn cái hình mẫu lý tưởng của em phải như thế nào? Em mong muốn có một số cái tiêu chí lý tưởng. Là thứ nhất đó là bạn trai không hút thuốc. Dạ em không hút thuốc ạ. Thấy chưa? Không hút thuốc. Thứ hai là bạn trai không có, có thể là tiết kiệm nhưng mà không phải là keo kiệt. Nó khác biệt nhau. Dạ cái này thì em đã nói trong cái ưu điểm của em là em không tính toán. Dạ thứ ba là em mong muốn là bạn trai là một người thông minh và hiểu biết, nhưng mà không phải là một người thích thể hiện và khoe mẽ. Được không em? Câu này nó hơi 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 trừu tượng chút xíu ha. Dạ không, em chắc cũng không. Rất là điềm tĩnh chị. Lâu lâu cũng khoe một chút em. Xin lỗi, bên đây cũng chủ công ty à. Không, nhưng mà chị thấy bạn này là khiêm tốn. Tại vì nãy mà khui cho nhiều, khui thiệt là khui ra. Thậm chí Linh phải hỏi thẳng bạn mới nói bạn làm chủ. Chị nghĩ theo cái cảm nhận của chị là bạn này không phải là một người thích khoe khoang. Và em mong muốn là bạn trai là một người không gia trưởng. Tức là muốn mọi thứ là chia sẻ với nhau. Có gia trưởng không bé? Dạ không, em rất là tôn trọng những người xung quanh mình. Rồi, độ đẹp trai cỡ nào, từ Quyền Linh đổ lên hay từ Quyền Linh đổ xuống? Em nghĩ là định nghĩa đẹp trai thì của mỗi người một khác nhau ấy. Nên vì vậy là nếu như mà bạn trai lý tưởng á, là lý tưởng thôi, thì em muốn là bạn ấy cao hơn em. Tại vì em rất là thích chụp hình, cao vui vẻ. Cao nhiêu vậy? Dạ, cao khoảng 1m7 đi. Được không em? Dạ không. Dạ không. Giờ mình mét nhiêu mình nói luôn nè. Dạ em chỉ 1m65 thôi ạ. 1m65 cưng ơi. Dạ vậy thì là mẫu bạn trai tương đối. Em muốn tìm một người phụ nữ thế nào, nói luôn cho đàn gái nghe coi. Hình mẫu lý tưởng của em thì em muốn là bạn sẽ bù đắp cho em cái khuyến khuyết về mặt cảm xúc. Đó là bạn là một người người sống tình cảm, biết quan tâm chăm lo đến gia đình, vui vẻ hoạt bát, dễ gần và biết nấu ăn. Có hết. Chị có cái vụ nấu ăn biết nấu không? Dạ biết nấu, nhưng mà không phải là món nào cũng biết nấu thôi. Mình nói nấu cơm ăn, gia cơm đình gia là đình ok thì... đúng không? Dạ. Còn đây đây mà đây. Dạ. Mời bạn nam. Em chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào em gái bên cạnh và chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Khắc Tài, năm nay em 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại của em là em đang phụ trách bộ phận kinh doanh của một công ty về lĩnh vực trang trí nội thất thiết bị điện ạ. Em làm ở Tân Bình ạ. Nhà ở đâu? Em ở Vĩnh Lộc. Rồi, mời đàn gái. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và chào anh trai bên kia, em chào tất cả mọi người. Em tên đầy đủ là Trần Hạnh Hằng, năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang làm nhân viên văn phòng về lĩnh vực và marketing tại một công ty về thực phẩm. Quê em ở Bà Rịa Vũng Tàu và hiện tại thì em đang làm việc ở quận 1, sống ở quận 9 ạ. Ta đem đây ta đầy đủ dễ sợ luôn đó. Bạn gái cho tôi biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm đi. Về ưu điểm thì em nghĩ là em là một người khá là vui vẻ, hòa đồng. Mọi môi trường thì em nghĩ là em có thể hòa hợp được rất là nhanh. Em thì là rất là tôn trọng cái ý kiến của mọi người. Thường thì em không có thích tranh cãi cũng như là tôn trọng ý kiến của người khác. Nên vì vậy là đối với em là trong mọi thứ là không có thắng thua gì hết, chỉ là ý kiến của mỗi người khác nhau thôi, thì mình làm sao đó để dung hòa. Cái em nghĩ đó là ưu điểm của em. Cái này hay đó em. Điểm chưa mạnh của em là về cái việc cầm kỳ thi họa thì em không được tài giỏi cho lắm. Và ngoài ra thì em có cái tính là hay quên, em quên cái này quên cái kia rồi. Nhưng mà em nghĩ cái đó vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm, tại vì là mình ít thù dai, ít giận dai, quên lẹ đúng không? Dạ. Còn bạn nam bên kia thì sao? Ưu điểm của em là người tự tin, quyết đoán, có lập trường, sống có mục tiêu định hướng rõ ràng. Và em cũng rất là thoáng, không có chi li tính toán ạ. Điểm yếu của em thì em là một người sống về lý trí, cho nên là em bị khiếm khuyết về cái mặt cảm xúc. Đó là em không có khiếu hài hước, em ít lãng mạn, ít bộc lộ cảm xúc, không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Vậy đó hả? Thường bị cái đó đó. Dạ, theo anh nghĩ thì
cảm xúc đó có thể bồi dưỡng thêm nữa ha. Dạ vâng. Tình trường của em sao, em đã có người yêu chưa? Về kinh nghiệm tình trường thì em vẫn là con số không tròn chỉnh chị ơi. Thì chị cũng hơi nghi nghi đó, bởi vì là không có người yêu chứ nghi cái gì. Sao ông gây tôi hoài vậy? Có gì đâu nghi. Ý là nghi e ngờ tôi hát đó, em hiểu không? Dạ, em xạo hiểu cái đó là linh tự suy diễn. Trời, sao tự suy diễn, ta nghe ta hiểu rồi. Hiểu dạ. Cái gì? Tức ghê cái ông mối này á. Chào em. Dạ, em chào chị. Hôm nay nhìn chị xinh quá. Xin lỗi, chị cảm ơn em. Đó, như vậy là có cảm xúc đó. Anh nói với em là... Dạ, em cảm ơn chị ạ. Đối với người con gái đó, nói chung là người ta yêu bằng cái lỗ tai đó, em hiểu không? Cho nên là chị nói em chút xíu nữa, ví dụ em có gặp bạn gái bên đây á, thì em hãy dùng những cái lời lẽ tương tự như vừa rồi để mà em ứng xử, nghe chưa? Dạ, dạ. Dễ thương quá à. À, được á. Em chưa yêu ai bao giờ luôn? Dạ, chưa có mối tình chính thức, nhưng mà mối tình đơn phương thì cũng được một rồi. Cái người kia có biết em yêu người ta không? Có, em có tỏ tình mà. Nhưng mà sau khi tỏ tình xong thì bạn đó chia tay em luôn. À, lạ cái trời, phải nói sao chứ tự nhiên nó vừa mới tỏ tình tao nói chia tay luôn hả? Thì cái bữa đó là sau khi nhiều lần mà em đã đi chơi với bạn cũng như tặng quà rồi, thì bữa đó là em quyết định là em sẽ tỏ tình. Thế là em cũng lên kế hoạch cũng chu đáo lắm. Em cũng mua bó hoa, con gấu bông, đón bạn nữ đi ăn, đi uống cà phê. Rồi khi mà nói chuyện một lúc cái em xin bạn nữ cho em nắm tay. Bạn cho em nắm, thế là em nghĩ trời, kiểu này là dính chắc rồi. Bước một thành công, em chuyển sang bước hai liền, em tỏ tình với bạn. Giống như mấy trong phim ấy anh, thì cũng là em là bạn gái của anh nha, em chỉ biết nói như vậy thôi. Bạn nói sao? Suy tư một lúc, thế là bạn không nói gì hết, bạn nói là cho bạn thời gian suy nghĩ. Thế thì cũng chuyển qua câu chuyện, cũng rất là vui. Em nghĩ trong bụng là chắc chắn là sau đêm nay là mình có bồ rồi. Thế là sáng ngày hôm sau bạn nhắn cho em một cái tin nhắn, bạn nói là bạn không thể đón nhận được tình cảm của em được, bởi vì bạn đã thương một cái người khác rồi. Vậy thì em chỉ là đứng ở vị trí số 2 thôi. Mà em thì đem đâu chấp nhận vị trí số 2 được. Em là một là số 1, hai là không là gì của nhau cả. Bây giờ hôm nay mới có cơ hội gặp bên đàn gái đúng không? Em sẽ không hối hận đâu. Bên gái nhà tôi hơi bị được đó. Em có người yêu chưa? À dạ đương nhiên là nếu như mà có người yêu rồi thì không tham gia chương trình rồi anh. Em có mấy mối tình rồi? À dạ khi em học cấp 3 thì em cũng có mối tình gà bông dễ thương là kỷ niệm đẹp. Em có quen một anh lớn hơn nhưng mà do là môi trường làm việc của hai anh em khác nhau nên hai anh em từ đó là không có tiếp tục nữa. Dạ. Tới giờ luôn? Dạ tới giờ luôn. Về công việc của em hiện giờ em cơ sở vật chất em tới đâu rồi? Trời ơi. Ra cái khoảng thời gian vừa rồi em không quen bạn gái, không phải là em không gặp những cô gái đẹp. Mà bởi vì có hai cái lý do chính. Thứ nhất á, khi mà em còn trẻ thì em đặt ra cái khoảng thời gian mốc 5 năm của em là từ năm 20 cho tới năm 25 tuổi. Thì đó là cái khoảng thời gian em sẽ trải nghiệm cuộc sống. Em phải làm việc và chọn ra được một cái lĩnh vực, ngành nghề mà mình thích. Đây cũng là khoảng thời gian em cho phép bản thân mình được thất bại. Thế nên là cái nguồn thu nhập của em sẽ không có ổn định. Và em không muốn quen bạn gái trong khoảng thời gian này. Rồi bây giờ nguồn thu nhập ổn định chưa, nói cho bà mối biết. Dạ. Em hiện tại thì công việc của em cũng đã ổn định rồi và em nghĩ là mình đã đủ chín chắn để mình có thể lo cho cái gia đình nhỏ của mình sau này. Hiện nay em đang làm thuê hay là làm chủ? Công ty này thì đó là do em và một số anh em lập ra. Tức là công em ty làm chủ, em làm chủ đúng không? Dạ có thể nói như vậy ạ. Đàn trai chủ một công ty. Thấy chưa? Bây giờ tôi... Ủa ông làm gì? Ông có sừng sổ. Em ơi, bây giờ nói tóm lại là bên nhà gái mình, em nói về quan điểm của em đi. Dạ thì hiện tại á, công việc của em nghĩ là khá ổn định. Mà em quan điểm của em á, là con gái thì phải độc lập, không thể nào mà dựa dẫm vô một người. Ví dụ như là mình sẽ có một người kế bên mình để chia sẻ, nhưng không phải là người để mình dựa dẫm. Sao? Nói chung là hai bên là cũng 1 9 1 10. Em mong muốn cái hình mẫu lý tưởng của em phải như thế nào? Em mong muốn có một số cái tiêu chí lý tưởng. Là thứ nhất đó là bạn trai không hút thuốc. Không, dạ, em không hút thuốc ạ. À. Thấy chưa? Không hút thuốc. À, thứ hai là bạn trai không có... Có thể là tiết kiệm nhưng mà không phải là keo kiệt. Nó khác biệt nhau. Dạ, cái này thì em đã nói trong cái ưu điểm của em là em không tính toán. Dạ, thứ ba là em mong muốn là bạn trai là một người thông minh và hiểu biết, nhưng mà không phải là một người thích thể hiện và khoe mẽ. Được không em? Câu này nó hơi trừu tượng chút xíu ha. Dạ không, em chắc cũng không. Rất là điềm tĩnh chị. Lâu lâu cũng khoe một chút em. Xin lỗi, bên đây cũng chủ công ty à. Không, nhưng mà chị thấy bạn này là khiêm tốn. Tại vì nãy mà khui cho nhiều, khui thiệt là khui ra. Thậm chí Linh phải hỏi thẳng bạn mới nói bạn làm chủ. Chị nghĩ theo cái cảm nhận của chị là bạn này không phải là một người thích khoe khoang. Và em mong muốn là bạn trai là một người không gia trưởng. Tức là muốn mọi thứ là chia sẻ với nhau. Có gia trưởng không bé? Dạ không, em rất là tôn trọng những người xung quanh mình. Rồi, độ đẹp trai cỡ nào? Từ Quyền Linh đổ lên hay từ Quyền Linh đổ xuống? À, em nghĩ là định nghĩa đẹp trai thì của mỗi người một khác nhau ấy.
Nên vì vậy là nếu như mà bạn trai lý tưởng á, là lý tưởng thôi, thì em muốn là bạn ấy cao hơn em. Tại vì em rất là thích chụp hình, cao vui vẻ. Cao nhiêu vậy? Dạ, cao khoảng 1m7 đi. Được không em? Dạ không. Dạ không. Giờ mình mét nhiêu mình nói luôn nè. Dạ em chỉ 1m65 thôi ạ. 1m65 cưng ơi. Dạ vậy thì là mẫu bạn trai tương đối. Em muốn tìm một người phụ nữ thế nào, nói luôn cho đàn gái nghe coi. Hình mẫu lý tưởng của em thì em muốn là bạn sẽ bù đắp cho em cái khuyến khuyết về mặt cảm xúc. Đó là bạn là một người người sống tình cảm, biết quan tâm chăm lo đến gia đình, vui vẻ hoạt bát, dễ gần và biết nấu ăn. Có hết. Chị có cái vụ nấu ăn biết nấu không? Dạ biết nấu, nhưng mà không phải là món nào cũng biết nấu thôi. Mình nói nấu cơm ăn, gia cơm đình gia là đình ok thì... đúng không? Dạ. Còn về ngoại hình thì chiều cao em nghĩ là từ khoảng 1m55 trở lên thôi. Dạ em dư. Hơn em. Dạ, mình nhiêu, mình nhiêu nè? Dạ 58. Tới 58 lận. Tới 58 lận. Da trắng. Có trắng. Có luôn, có luôn. Tóc dài. Chút đỉnh. Có hơi dài dài. Dáng người mảnh khảnh. Rồi, có luôn. Trời ơi. Mặt thân thiện. Quá thân thiện. Quá thân thiện luôn. Dạ như vậy là đủ rồi ạ. Thôi bây giờ là mình có thể hỏi người đàn. Trời ơi. Hỏi coi bên đó đi với ai. Đây à, à dạ hôm nay em đi với mẹ với lại chị gái và bạn em, bạn thân em. Trước hết là xin chào hai em xinh nghi duyên dáng của chương trình, anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Tôi là mẹ của Hành Hằng. Ba mấy phút vừa rồi nghe như lời của cháu trai bên này á. Con trai mà có tự tin, cầu tiến như vậy là cũng ok. Thôi đến tuy để cổ vũ thêm tinh thần cho cháu Hằng thì tôi nhường lời cho chị của nó. Dạ, trước tiên thì xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Dạ, em là chị gái của Hạnh Hằng. Thì thấy là bạn trai bên đây thì khá là điềm đạm, đỉnh đạt. Nói chuyện thì cũng là khiêm tốn chứ đó Hằng. Chị thấy là được. Chị nghĩ rằng là hai em sẽ hợp với nhau. Rồi, cảm ơn gái. Anh trai đi với ai? Dạ, hôm nay đến với chương trình thì có chị dâu của em, một cô bạn thân thời đại học và một người bạn thân từ cấp 3. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân, tất cả khán giả. Chị thấy bạn gái bên này thì rất là xinh, dễ thương, nhìn thì cũng rất là thân thiện. Được hay không là do hai em tìm hiểu với nhau. Mà mình thấy Linh có để ý, Linh thấy một bạn nam đúng không, bạn thân, rồi bạn nữ bên đây cũng là bạn của Tài luôn, mà bạn nữ này cũng khá là xinh xắn luôn. Ủa, bạn nữ có bạn trai chưa? Chưa hả? Ủa? Dạ, đầu tiên thì em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân ạ. À. Em là bạn thân của Tài cũng được 10 năm rồi. Hai bọn em quen nhau từ thời sinh viên á. Nhưng mà có lẽ là bạn thân nói chuyện tâm sự với nhau nhiều quá chắc không yêu được. Với lại từ xưa tới nay em với Tài biết nhau, chơi với nhau chứ chưa bao giờ nghĩ tới việc là sẽ quen, sẽ yêu hay sẽ gì hết á. Chị nghĩ là bạn bè thôi ạ. Có khi có những thời gian trà sữa. Cà phê thôi, lâu lâu thôi. Có những khi là hình như hơn 1 năm, gần 2 năm mới gặp. Tại em rất là quý Tài, ở cái đức tính của Tài rất là tốt. Em thấy bạn nữ bên đây sao? Em thấy rất là hợp với bạn em. Em nghĩ là hai bạn có thể cho nhau cơ hội, biết đâu bạn em có mối tình đầu. Hay quá. Hay. Mở rào. Đã, quay qua kìa cưng. Chào em. Dạ, em chào anh. Đến với chương trình thì anh có một cái món quà muốn dành tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Thật ra là có hai món quà lận chứ không phải là một món. Món đầu tiên là một cuốn sách mà gần đây em đọc, thì nó nói về trải nghiệm của một người trong cái suốt hành trình của người ta. Thì em ngày em có nghe nói là 5 năm đầu tiên là anh muốn là để trải nghiệm, thì em hy vọng là anh sẽ đọc cuốn sách này để cùng chia sẻ với em nếu như có thể. Món quà thứ hai em có là hai cái phong bì này, nhưng mà anh có đồng ý tham gia với một trò chơi không? Được, anh đồng ý. Dạ, thì em nói luôn, hai phong bì này sẽ là có một phong bì coi như là rất là cực kỳ may mắn và một phong bì là chưa được may mắn. Có thể là nói như là một phong bì bấm nút và một phong bì không bấm nút. Anh có chơi không? Được, anh đồng ý. Dạ, vậy thì anh hãy chọn một trong hai cái món quà này. Coi chừng cái phong bì không bấm nút rồi nha. Dạ, không, em nghĩ là với cái tính cách của anh và với cái sự tỏa sáng này của anh thì em nghĩ là may mắn nhiều hơn. Anh có thể mở ra bây giờ khoan chơi được không? Em sẽ mở đầu tiên để xem là em như thế nào thì anh còn lại là em biết ha. Dạ. Dạ rồi.
Gái bên kia anh sẵn sàng để mở chưa? Được, anh sẵn sàng rồi. Dạ, mời anh. Anh hồi hộp quá. À, khi anh mở ra thì anh hãy đọc to rõ cho mọi người cùng nghe nha. Bóc nhầm phong bì không bấm nút nha. Gửi đến anh, cùng đi uống trà nhé anh. Vậy thì anh nghĩ đó là may mắn hay không may mắn hả? Anh nghĩ đây là một sự may mắn chứ. À vậy thì mình hãy làm điều đó. Sau đó là phong bì của em là cùng đi làm gốm anh nha. Cảm ơn em vì món quà này. Anh cũng muốn nói về một ít về cái món quà của anh. Em mở ra đi, mở ra đi cơ. Em thích hoa chứ? Dạ, đương nhiên con gái mà. Đây là một bó hoa hồng vĩnh cửu, màu tím, màu tượng trưng cho sự chung thủy, chân thành của anh dành cho em. Hy vọng là em là mối tình đầu của anh cũng sẽ là mối tình cuối của anh. Trời ơi. Bó hoa này thì gồm có 11 bông và ý nghĩa của 11 bông này là một đời này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Hy vọng là nếu mà sau chương trình này chúng ta có duyên với nhau thì những cái lần hẹn hò tiếp theo anh có thể nhìn thấy em mãi xinh đẹp giống như bó hoa này. Dạ em cảm ơn anh nhiều, rất là ý nghĩa. Sau khi mà em nghe anh chia sẻ thì em có suy nghĩ hay là có cảm nhận gì về anh không? Khi mà em ngồi ở bên này lúc mà cái rào che qua thì em có nghe mọi người giới thiệu cũng như là anh giới thiệu về bản thân á, thì em nghĩ là sau cái lời chia sẻ đó thì em nghĩ là anh là một người rất là cởi mở cũng như là vui vẻ, chứ không phải là như anh nói là anh không có hài hước. Em nghĩ là anh rất là vui vẻ với mọi người, nên vì vậy là em hy vọng là mình sẽ duy trì được cái sự vui vẻ đó trong ít nhất là bữa nay. Cảm ơn em, anh rất là vui khi nghe em nói điều đó. Lúc nãy khi mà nghe giọng nói của em cũng như là cách mà em chia sẻ thì anh cũng đã có cái sự mường tượng trong đầu về cái hình ảnh của em rồi, chỉ là thiếu gương mặt của em thôi. Hiện bây giờ thì cái hình ảnh đó đã rất là đầy đủ rồi. Yeah. Em có một đôi mắt rất là đẹp, nụ cười duyên và một cái khuôn mặt rất là thân thiện. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Quan điểm về chăm sóc gia đình thì sao hả anh? Chăm sóc gia đình thì anh nghĩ đây là vấn đề chung của cả hai. Anh sẽ phụ em phần đó và anh sẽ rất vui vì điều đó luôn. Em nghĩ là mình cùng san sẻ chứ không phải là chỉ phụ thôi ạ. Chắc chắn là như vậy. Rồi con trai hay là con gái? Đối với em thì sao? Đối với em thì là nếu như mà con gái thì ăn diện đồ thiệt đẹp, còn con trai thì rất là mạnh mẽ, nên em không quan trọng là trai hay gái. Không biết là mình có quan trọng không anh hả? Đối với anh thì anh không quan trọng là con trai hay con gái. Chỉ cần là tụi nó sở hữu cái sự tự tin, quyết đoán của anh và sự thông minh xinh đẹp của em, như vậy là được rồi. Trời ơi. Thôi bây giờ mình hát tặng bạn gái một đoạn nào đó để trao cảm xúc cho nhau đi. Mình tiến tới mình nắm tay bạn gái mình hát một bài gì đó. Anh cũng có chuẩn bị một đoạn nhạc. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh san tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tin yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dẫu yêu có mơ về anh. Bên nhà giọng hát rất là dễ thương. Lại đi cưng. Nếu vậy thì là em sẽ đáp tiếp là cái bài hát này luôn. Anh ha. Dạ. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, không bao giờ rời xa nhau dù cho bao đắng cay. Hay quá, đúng không thầy? Từ nãy giờ hai bạn đã nói chuyện với nhau, cũng đã nói lên cái quan điểm của mình. Bây giờ đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra con tim của mình đi. Chuẩn bị 3, 2 và 1. Hết thời gian. Nắm tay được rồi đó. Tôi nghe bên đây cạch là tôi vui ghê lắm. Mà tại vì tôi biết cái bên kia cạch trước nữa. Hôn nhau nụ hôn đầu tiên. Dạ, con xin phép bác và gia đình cho con gửi cái nụ hôn đầu tiên của con cho em Hằng. Anh xin phép nhé. Em đã cướp đi nụ hôn đầu của anh rồi. Không có đó, anh tự nguyện mà đâu. Tự nguyện mà. Không, hai đứa dễ thương lắm á. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia,
gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng, robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm, một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, rồi, chúc hai đứa hạnh phúc. Nắm tay nhau, đừng buông tay nhau.